Hôm nay mình hướng dẫn các bạn đăng ảnh kiếm tiền trên một con web min gốc là 0,5 đô nha mọi người. Tối thiểu là gốc 5 đô, rất là kèo, rất là ngon. Mình mới vừa tìm được, cũng mình cho hôm gà mình mới gốc được về, mình mới review cho tất cả các bạn. Đây mình hướng dẫn các bạn chơi nè. Sau khi các bạn đăng ký một cái tài khoản xong thì ở khúc sau mình có hướng dẫn vào nút, mình hướng dẫn đăng ảnh nha. Các bạn bấm vào nút file ảnh nè. Mình hướng dẫn các bạn đăng đăng vô hai bức ảnh là lấy về 0,5 đô. Rồi. Rồi. Rồi, khi sau khi nó nổi giao diện gì mọi người bấm vào cái nút ảnh này nè, nút xanh xanh mình quậy nè. Rồi, mọi người bấm vào. Nó sẽ đưa mình qua khoản ảnh của mình. Anh em bấm nút duyệt qua nè. Mình đăng cho anh em coi. Đây là mình hướng dẫn anh em chơi, mình sẽ hướng dẫn anh em rút tiền luôn. Rồi. Rồi anh em chọn bất kỳ một bức ảnh nào đi, đi chơi làm đẹp đi. Thôi, qua này đi. Rồi, anh em chọn đại đi. Rồi. Khoan nha. Rồi anh em ghi tiêu đề lên. Anh em ghi lên tiêu đề là Hello đi. Like cho mình nhé. Anh em ghi đại đi. Ghi ra tiêu đề gần hay gần hay chừng nào em nói nghe. Rồi anh em bấm chữ bài đăng, sau khi mình đăng lên là mình được view là được tiền anh em, được từ mọi người like là được tiền. Khoan anh em chờ chút, rồi nó mới đăng xong đó nè. Sau khi anh em đăng xong anh em bấm vào nút ba dấu gạch đó nha, ba dấu gạch chỗ này nè. Rồi anh em bấm lướt xuống, lướt xuống anh em bấm nút chữ vào nút chữ cài đặt là chữ Sentinel, là hình bánh gắn nha anh em. Rồi anh em bấm vào, nó là một lượt giới thiệu là được 0,08 s nha anh em. Min gốc là 0,5 đô, anh em giới thiệu được hai ba người là gốc luôn, còn hoặc là đi like. Sau khi anh em giới thiệu xong, anh em muốn gốc tiền anh em bấm vào chữ mi and tin nè, chữ s nha anh em. Rồi anh em bấm vào link thì mình có để dưới phần hướng dẫn đó anh em. Anh em đăng ký bằng một cái tên mail mật khẩu là xong. Thằng chờ chút nha anh em, đang lót. Anh em, sau khi anh em bấm vào chữ mi and night gì nè anh em, là min gốc là 0,05 đô luôn anh em. Mình mới đăng được là 0,00036 USD nha anh em. Sau khi anh em bấm, rồi anh em bấm vào số tiền đây, rồi anh em bấm vào nút withdraw anh em. Ê, đây mình chưa đủ min. Nó đây mình chưa đủ min gốc anh em. Rồi đó. Khoan mình đã qua. Rồi anh em muốn chia sẻ bạn bè mình hướng dẫn anh em luôn. Anh em bấm vào nút cài đặt lại tin hồi chỗ nãy nè. Rồi. Rồi anh em bước xuống. Anh em lướt xuống anh em bấm vào chữ mi mi file này, chỗ hình người nè. Rồi anh em bấm vào nè, anh em copy đường link này nè, anh em copy đường link này nè. Rồi anh em đi chia sẻ cho bạn bè. Rồi mình anh em lấy chiếc còn link của mình, anh em đăng ký anh em. Anh em đăng ký là đầu tiên tên của mình á. Tên của mình là cho từ 5 chữ đến 3 32 chữ, có một chữ số nha anh em. Ví dụ anh em ghi chữ Kim hoặc chữ, ví dụ chữ Quyền chữ gì thì có số vô nha anh em, là mấy tên cái tên mới đăng ký được anh em. Rồi anh em ghi cái mail vô. Mail xong rồi tới anh em bấm vào mật khẩu xác nhận mật khẩu, rồi anh em bấm nút đi nào xác nhận, rồi là nó giao diện, nó vô giao diện gì nè anh em. App này là rất dễ. Mình chỉ việc đăng ảnh kiếm tiền à. Vậy rồi anh em vô tự tìm hiểu ha, nhiều mục kiếm tiền lắm. Anh em nào có thắc mắc gì thì cứ để lại comment bên dưới đi, mình sẽ hướng dẫn anh em. Vậy video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền từ con web đăng ảnh kiếm tiền này. Mình rất là thích chơi cái dạng web như vậy. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn.